chúng ta tụng dược sư, chúng ta cầu mong giải hết các oan khiên, những kết tập ác nghiệp trong nhiều kiếp sống cho đến hôm nay. Đức dược sư Lưu Ly trong suốt như lưu ly, ánh sáng biến chiếu khắp cả mười phương, để chúng ta tự soi rọi lại mình, xem mình niệm Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật mà tâm mình có thanh tịnh như lưu ly, thân mình có thanh tịnh trong thân, khẩu và ý hay không, hay cũng còn những sự che giấu, che lấp các lỗi lầm. Từ đó nó tạo ra các nghiệp cảm, nó hình thành các nghiệp cảm, rồi nó đưa đến những sự khổ đau ở tâm, ở thân, những nạn tai, chướng nghiệp. Cuộc đời ai cũng như vậy. Tất cả mọi sự phiền não, thân bệnh, tâm bệnh, mọi chướng duyên, ác duyên đến với mình cũng do nghiệp cảm của tự thân. May mắn thay, được thân người, được gặp Thầy Tổ tu theo chánh pháp, được gặp Thầy Hiền, bạn sáng, cùng biết tu tập, biết hàm dưỡng nội tâm, biết đem cái năng lượng tích cực hướng cho tha nhân muôn vật để chuyển hóa nghiệp lực của tự thân, rồi giúp cho đàn em, con cháu, huynh đệ, ai có duyên với mình cũng đều biết dùng năng lượng tích cực hướng đến tha nhân muôn loài. Chúng ta hoàn kinh dược sư không có nghĩa là mình tụng dược sư thì dược sư phù hộ, rồi mình tụng Phổ Môn Quan Âm phù hộ, mình tụng Di Lặc phù hộ, mình tụng Phổ Hiền phù hộ. Mình nghĩ như vậy. Nhưng thật ra mình khởi một cái tâm niệm lành, một việc làm lành, một lời nói lành là mười phương Như Lai, mười phương Bồ Tát, mười phương Hiền Thánh Tăng đều gia hộ. Còn tụng Dược Sư, tụng Phổ Môn, tụng Pháp Hoa, tụng Địa Tạng, Phổ Hiền, hay chúng ta tụng các bộ kinh của Phật giáo, Thượng Tọa Bộ, các hệ thống kinh dịch từ Pali sang, hay hệ thống kinh tạng từ Bắc truyền hay là Nam truyền, thì cũng đều là cái phương tiện cho chúng ta tu tập. Ta đọc chữ để được thanh tịnh, đọc lời kinh để nhớ lời Phật dạy. Nhưng mà làm sao chúng ta phải thật sự sống trong lời Phật dạy thì lúc nào tâm ta cũng có Phật. Mười phương Như Lai cũng là đồng một thể tánh thanh tịnh. Nếu tâm ta thanh tịnh, tâm ta cũng đồng với thể tánh Như Lai. Làm sao mình phải tu tập hướng đến sự thanh tịnh như thế mới là hiểu ý nghĩa của sự tụng niệm, của sự tu tập. Chúng ta không chấp vào kinh điển nào. Tất cả đều là duyên, đều là phương tiện và pháp môn, nhưng mà hóa giải nghiệp chướng. Bất cứ cái gì khó khăn, chướng ngại, bất như ý đến với chúng ta đều là do nghiệp của tự thân, không hôm nay cũng là từ trong quá khứ. Và chúng ta sẽ biết khi gây tạo ác nghiệp thì chiêu cảm thiên tai, nhân họa, dịch bệnh không có hạnh phúc. Ngay trong gia đình của chúng ta, trong công việc làm của chúng ta và tất cả xã hội quanh ta, bất cứ một điều gì mà nó chiêu cảm những điều không tốt đẹp, không như ý, gọi là quả báo đã chín mùi. Mà thường là những việc không như ý đến, chúng ta trách trời, trách đất, trách cha mẹ, ông bà, trách tổ thầy, huynh đệ. Đại sư Ấn Quang từng dạy, những ai khi gặp cảnh khó, không như ý, không vừa lòng, mà không trách thầy tổ, không trách cha mẹ, không trách anh em, bạn bè, không trách vợ chồng, con cái, không trách bạn hữu chúng sanh, gặp nghịch cảnh mà không trách móc bất cứ một ai, người đó giữ tròn quả phúc. Thường là chúng ta gặp nghịch cảnh, chúng ta phải xoay sang để trách móc. Và hãy nhớ lời Đại sư Ấn Quang dạy, gặp nghịch cảnh hãy quay lại, quán xét tâm mình, việc làm của mình, ý nghĩ của mình, lời nói của mình. Đó là cái hành động chân chánh của người con Phật. Vì vậy hôm nay sư nhắc lại, khi chúng ta thọ lấy những quả báo như bệnh tật, những điều không như ý,
như thất bại trong công việc, những sự thù hận, chiến tranh, thiên tai, dịch bệnh, vân vân. Có những chúng sanh cũng tạo nghiệp, nhưng mà cái quả báo lại không giống nhau. Đều là tạo nghiệp nhưng quả báo không giống nhau. Là bởi vì sao? Có người thì tạo toàn là ác nghiệp, cho nên cuộc đời rất là đau khổ. Có người thì vừa tạo nghiệp ác lại vừa tạo nghiệp thiện. Rồi cũng có những chúng sanh tạo nghiệp thiện nhiều, nghiệp ác thì ít thôi. Có chúng sanh tạo nghiệp ác nhiều, nghiệp thiện ít thôi. Và do vậy quả báo sai khác nhau. Và từ đây chúng ta sẽ không nói rằng con cũng cúng như chị đó, con cũng làm như chị đó, và con có thể đi chùa siêng hơn chị đó, nhưng mà đời con không được vui như chị. Tại vì chúng ta phải nghĩ đến cái quá khứ, đến hiện tại. Cho nên cũng cùng một cái việc làm như thế, nhưng cái phước báo sẽ khác nhau. Nó là một cái quá trình, một cái tâm thanh tịnh đưa đến cái phước báo. Rồi cũng một cái ác nghiệp như nhau, nhưng có người khổ đau nhiều, có người chịu khổ đau ít. Nó là cả một cái hành trình. Tạo cái nghiệp gì là nhiều, thiện nghiệp hay ác nghiệp. Cùng trong môi trường thiên tai khổ nạn, nhưng có chúng sanh bị cảm nhiễm đau khổ, mà có chúng sanh lại tránh được kiếp nạn đau khổ lầm than, gọi là biệt nghiệp trong Phật Pháp. Những ai còn thân này, còn được đi chùa lễ Phật nghe Pháp, lại trân quý mạng sống. Và chúng ta còn đây để ý thức rằng phước đức của chúng ta được thân người là để được tu tập. Có khi cái người mất rồi họ đã tu hơn mình rất nhiều, và họ đã sanh vào những cảnh giới cát tường an lạc. Mình còn đây chưa chắc mình đã hơn người đã chết, nhưng may mắn còn thân người để được nghe Pháp, để được tu tập, để được chỉnh đốn lại lời nói, ý nghĩ, việc làm. Đừng để chi phối bởi lòng tham, bán ngã, rồi tự bao che lấy, tự bảo vệ lấy cái ngã của mình, cái nghiệp của mình, rồi đau khổ một mình gánh chịu mà thôi. Chúng sanh cùng sanh trong cõi ta bà này là cùng cộng nghiệp, nhưng mỗi người sẽ có phước báo. Phước báo khác nhau, hoàn cảnh khác nhau. Rồi tùy theo sự tu tập hay tạo nghiệp mà cảm lấy quả báo khổ hay vui, đều một phần lớn ở túc nghiệp, tức là cái nghiệp mình đã tạo. Những gì chúng ta đang được có ở đây là do chính chúng ta. Chư Phật, chư Bồ Tát hộ trì dựa trên tâm nguyện và sự tu hành của chúng ta. Bởi vì suốt một giai đoạn qua, ai cũng trì tụng kinh chú, xưng tán dược sư. Nhưng phước báo khác nhau là ở tâm của chúng ta, ở túc nghiệp của chúng ta, ở quả báo mà chúng ta đã làm trong quá khứ và hiện tại. Có lẽ sau một đại dịch, con người ta biết trân quý hơn những gì đang có, và người ta làm công đức nhiều hơn. Những ngày lễ phóng sinh 500-700 người, những khóa lễ hoa đăng gần 1.000 con người, tất cả đều quy hướng về một sự cầu nguyện một năm mới được nhiều sự bình an, dịch bệnh chóng qua, muôn người an lạc. Đó là nhờ công đức. Hầu như Phật tử về chùa không hỏi sao hạn, mà chỉ lập bồi công đức. Làm phước thì tiêu tai, phóng sanh thì tiêu bệnh, bố thí an vui, cúng dường tăng phước, tu niệm khai tâm. Tập trung vô làm công đức, không còn hỏi con sao, con hạn, con xui, dù là các sao hạn. Cái quy luật ngũ hành có tương sanh tương khắc vân vân, nhưng hơn hết vẫn là các công đức, phước đức được tạo lập, được tinh tấn để hóa giải những chướng duyên, chướng ngại của tự thân và trong gia đình. Đó là những điều chúng ta phải luôn luôn ghi nhớ, để biết rằng cái việc tu tập không phải chỉ là trong tháng giêng, mà sẽ tu tập suốt cả cuộc đời ta. Công đức sẽ tiếp tục sanh ra công đức, chứ không bao giờ mà công đức mà làm thiêu hủy đi phước đức. Các vị cứ tu, các vị sẽ thấy phước đức sẽ đến, công đức nó sẽ tự đến, mà không có thể nào lý giải được. Cứ hãy tiếp tục tu tập. Một cái sinh vật cũng ham sống sợ chết, cứu nó hạnh phúc,
nó bơi ra ao, ra hồ, ra sông, ra suối, thì cái kết quả đó nó cũng trở về với chúng ta, cái niềm an lạc và hạnh phúc đó. Nó không đến lúc này, nó đến lúc khác. Giết một sinh mạng, nó ngay lúc đó là chúng ta, những sinh vật nó khổ đau, thì oán hận, đau đớn sẽ trở lại với chúng ta. Không phải lúc này, cũng một lúc khác. Xin kể một câu chuyện có thật. Đó là một giấc mơ xảy đến một thanh niên. Và lúc 2 giờ sáng, ông ta mơ thấy một người phụ nữ, người thấp, lưng cong, trên trán nhô ra, mà lại có 2 cọng tóc dài xuống như 2 cái râu ở 2 bên trán. Miệng của cái người phụ nữ thì rộng, mà 2 lỗ tai nhỏ xíu à, cụp vào bên trong. Như vậy là cái tướng nó không lấy gì mà là dễ coi lắm. Nhưng mà đó là một phụ nữ, mặc chiếc áo trắng, mỏng, thấy da thịt bên trong, thì cái da bên trong đen đúa, xấu xí vô cùng. Thì đến trước mặt của chàng thanh niên và nói rằng: ông nghe lời tôi, sáng hay trưa nay dọn đồ về, đừng có tiếc mấy đồng bạc, mà không cứu được mạng đó nghe, chết oan uổng đó. Nói rồi cái người phụ nữ quay lưng đi. Còn cái chàng thanh niên này thấy rõ một cái vết thẹo dài từ bả vai xuống gần thắt lưng của cái người phụ nữ đó. Khi mà bà quay lưng đi đó, ông còn thấy cái vết thẹo trên lưng bà. Trong giấc mơ ông thấy rõ như vậy. Ông rùng mình ớn lạnh, tỉnh dậy, mồ hôi ướt đầm hết cả gối, cả chăn. Thôi thức dậy luôn. Thức dậy thì ngồi niệm Phật. Thế cũng còn là biết tu mà. Thế một cái giấc mơ gần như ác mộng. Sáng thì đi ra chợ, rồi lại nhớ giấc mơ, lại ớn lạnh. Đánh đo vì hôm nay là bán, là một cái đêm cuối, chưa nào. Mà nếu như mà mình đi về sớm thì rất là tiếc. Ngày mai là nghỉ rồi, Tết tới rồi, mà mình ráng mình bán cái đêm nay để kiếm được đồng nào hay đồng đó, nhà khó khăn. Nhưng mà ông nói nằm mơ kệ đó chứ, bán cho đến đêm mà mình không bán là phí đi, rồi mất cái sự thu nhập. Rồi lại ngồi bán mà không yên, cứ thấy cái hình ảnh người phụ nữ đó xuất hiện. Cuối cùng quyết định dọn hàng, kêu xe chở hết tủ băng rôn áp phích gì đó, buôn bán Tết mà, đem về hết. Và trong lúc dọn đồ đó lại nổi da gà lên, nhớ lại một cái chuyện là cái hôm cách đây mấy ngày ông đi mua cá ông phóng sạch. Lúc đó mới bừng lại nhớ lại cái chuyện ông đã làm. Thì trong cái bữa đó ông phóng sanh, tổng cái số tiền của ông là 315 ngàn. Một cái người mà làm lao động mà 315 ngàn đồng phóng sanh là quý lắm. Ông phóng 315 ngàn đồng tiền cá, thì trong đó có cá lóc, cá trê, cá sặc, vân vân. Thì có một cái con cá trê nó bị thương á, từ ở trên lưng xuống tới đuôi. Thì ông bán cá mới bỏ ra, mới nói cái con này nó sần rồi, nó không sống đâu, thôi để nó làm ăn luôn, chứ thả rồi cũng chết. Nhưng mà cái người thanh niên này thấy tội tội, thôi cân luôn đi, đem thả luôn. Đó, thì nhớ là khi mà thả con cá trê đó xuống nước á, nó lật ngửa ra giống như nó chết á. Nhưng mà một hồi sau lật úp lại quẩy đuôi mà bơi đi. Nhớ lại cái cảnh ông phóng sanh cách đây mấy ngày, bỗng nhiên nhớ lại giấc mơ người phụ nữ đó có một cái vết thẹo dài từ bả vai xuống tới lưng quần. Rồi lại nhớ cái người phụ nữ đó có 2 cái cọng tóc như 2 cái râu, miệng thì rộng quịch, mà đầu thì dẹp, mà thân thì đen. Tự nhiên nhớ lại cái chuyện đó. Thì ông dọn hàng đi về. Nhưng mà khi về rồi đó, không lâu sau, một cái cây nó đổ xuống cái gian hàng, sập hết toàn bộ, nát hết. Nếu mà ông đứng đó thì chắc chắn đập đầu gãy tay gãy xương, hoặc có thể chết. Và ông nói rằng rõ ràng cái công đức phóng sanh mà ông thấy cái giấc mộng người phụ nữ đó hiện về báo ông dọn hàng đi, đừng tiếc. Ông bán không yên, nhưng mình mà có thấy bố mộng vậy chắc mình cũng dám bán. Và có lẽ là cái công đức của ông này hay phóng sanh, cho nên ông thoát nạn. Đó là một cái chuyện công đức phóng sanh mà sư nhắc các hàng Phật tử: làm phước thì tiêu tai, phóng sanh thì tiêu bệnh, có khi cứu được mạng. Nếu mà chưa tới số chết thì cứu được mạng rất nhanh. Cho nên cái công đức phóng sanh đó,
nó đem lại cho con người giải bệnh, giải tai rất là nhiều. Cho nên những gì Đức Phật dạy, chúng ta hãy tin và làm theo. Nhìn những thăng trầm của cuộc sống, dịch bệnh và thiên tai, chiến tranh và chết chóc, chúng ta phát nguyện từ bỏ các thứ phù phiếm, phát nguyện tu tâm sửa tánh, tạo công đức lành. Cứ như vậy, như nước giọ vào bình, từng giọt và từng giọt, lâu ngày sẽ đầy bình. Ta sẽ tạo ra nhiều phước, vượt qua mọi khó khăn và hoạn nạn. Không cần phải năm mới hay năm cũ, lúc nào cũng hãy làm phước để tiêu tai, phóng sanh tăng phước thọ, bố thí được an vui, cúng dường thêm phúc, tu niệm khai tâm, tu niệm mở trí, tu niệm thêm phước huệ. Như vậy, chỉ có sự tu tập trong thiện nghiệp là cứu chúng ta. Còn tuổi thọ dài ngắn, nó còn là do túc nghiệp của chúng ta trong nhiều kiếp sống, chứ không phải là do chúng ta muốn mà được. Nhưng còn thân người ngày nào, chúng ta hãy làm các thiện nghiệp để nguyện ngày an lành, đêm an lành. Phật thương chúng sanh, nhưng chúng sanh tiếp cận được với Phật hay không lại là một việc khác. Phật thì thương tất cả, nhưng mà chúng sanh có tiếp cận được với Phật không? Mà mình muốn tiếp cận được thì chúng ta thấy không? Con nhà tông không giống lông cũng phải giống cánh. Phật thanh tịnh tợ lưu ly, mà mình đầy đủ các uế trược tham sân si, mình không tiếp cận được với Phật. Cho nên mới nói là xót cảnh mẹ già trông tựa cửa, hững hờ du tử chạy tây đông. Phật thì đứng trong mình cửa này, mình chạy cửa kia, chạy tây chạy đông. Bởi vì tâm mình uế trược, thân mình làm các ác nghiệp, miệng mình tạo các ác nghiệp. Cho nên Phật thương chúng sanh, nhưng chúng sanh có tiếp cận được với Phật hay không, đó là do việc làm, do suy nghĩ, do lời nói của chúng ta. Đức Phật cao quý, Đức Phật trong sạch, còn thân tâm của chúng ta đầy uế trược nhơ bẩn, nên chúng ta phải tu. Mà dược sư lưu ly là tịnh hóa thân tâm. Sư mong rằng đại chúng chúng ta sẽ tu tập tịnh hóa thân, tịnh hóa tâm. Không phải hôm nay, không phải tháng riêng, mà ngày cũng như đêm, và cả năm và cả cuộc đời ta, chúng ta hướng đến tịnh hóa thân tâm, để chúng ta có thể tiếp cận được cái hào quang, cái từ trường, cái sự gia hộ của mười phương chư Phật. Dù cho chúng ta ở nơi nào thì Phật vẫn gia hộ cho chúng ta, bởi vì thân Phật bao la khắp thái hư, điểm trần lặng lẽ chẳng còn dư, chớ đem tri kiến nhiều phân biệt, một niệm hồi quang thấy đại từ. Và tất cả chúng ta đều tinh tấn tu tập, tinh tấn sám hối, tinh tấn làm các việc lành, không làm việc ác, và tinh tấn giữ tâm ý trong sạch. Làm được như vậy thì tất cả chướng nạn sẽ lần lần hóa giải, nặng hóa nhẹ, nhẹ hóa thành không. Đó là tất cả những gì sư muốn gửi gắm nhắc nhở đến toàn thể hội chúng. Nam mô Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Phật, Tác Đại Chứng Minh.